chào quý khách hàng thân yêu. Hiện tại, Kim Ngân và Ngọc Uyên đang có mặt tại sảnh lễ tân của tòa tháp Bắc Năm, dự án Tai City Hà Bắc. Theo bật mí của ban quản lý dự án, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì tòa tháp Bắc Năm sẽ chính thức chào đón những chủ nhân đầu tiên. Wow, thật là một tin vui cho quý khách hàng sở hữu căn hộ tại Tai City Hà Bắc. Vâng, Kim Ngân và Ngọc Uyên đang đứng ngay trong sảnh lễ tân của tòa tháp Bắc Năm. Quý vị thấy sao ạ? Còn riêng Kim Ngân thì thấy quá là sang trọng và lộng lẫy, tưởng như mình đang ở sảnh lễ tân của khách sạn 5 sao nào cơ. Như chúng ta có thể thấy, khu vực sảnh lễ tân có rất nhiều điểm nhấn hiện đại phục vụ cho quý khách dân. Đầu tiên, sảnh sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào, hay còn gọi là access control. Hệ thống access control làm nhiệm vụ xác thực bằng thẻ từ cư dân và cho phép một người ra vào tòa nhà. Và hệ thống access control là điều mà chủ đầu tư cực kỳ chú trọng. Bên cạnh việc thuê đội ngũ nhân viên bảo vệ, camera giám sát nhằm đảm bảo tốt nhất an ninh, an toàn cho cả tòa nhà. Hệ thống máy lạnh âm trần hiện đại được lắp đặt ở tất cả các sảnh lễ tân, giúp không khí tại sảnh luôn mát mẻ, thông thoáng, tạo cho quý cư dân cảm giác thoải mái mỗi khi xuống khu vực sảnh để tiếp khách của mình trong thời gian ngắn hoặc cần trao đổi công việc với ban quản lý tòa nhà. Cụ thể là cô lễ tân xinh tươi như quý cư dân có thể thấy ở đây ạ. Mỗi căn hộ đều sở hữu một phòng thư có khóa riêng, giúp cho lễ tân thuận tiện trong việc nhận thư từ, hóa đơn, tạp chí hàng ngày. Đặc biệt, với mong muốn mang đến dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, phục vụ cho quý cư dân khi sinh sống tại tòa nhà, chủ đầu tư đã lựa chọn công ty Savo Việt Nam, một trong những đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu trên thị trường trong và ngoài nước. Nào, chúng ta cùng theo chân Ngọc Uyên và Kim Ngân đi tham quan căn hộ thực tế nhé. Căn hộ 4.7 có diện tích không ngưỡng là 63m2, được thiết kế 2 phòng ngủ. Đây là căn hộ được rất nhiều gia đình trẻ lựa chọn vì vừa đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt, vừa có thiết kế khoa học, đồng thời mức giá cũng vô cùng hợp lý. Vâng, quý khách có thể thấy cửa chính căn hộ khá rộng, làm bằng gỗ công nghiệp MDF chống cháy, màu cửa nâu trầm làm toát lên sự sang trọng cho mỗi căn hộ nơi đây. Trên mỗi cánh cửa đều có gắn mắt hồng để quan sát khách tiến hành trước khi mở cửa và chung cửa, mô đun giám sát đầu báo cháy, bảng tên căn hộ. Xung quanh cửa chính được trang trí bằng những mảng màu nhấn rất chỉnh chu, tạo cho hành lang có nhịp điệu không nhàm chán như các dự án khác. Còn đây là khóa từ đến từ thương hiệu Advan của Mỹ. Với khóa này, gia chủ có thể chọn mở cửa bằng một trong ba cách: mở cửa bằng mã số password, mở cửa bằng thẻ từ và mở cửa bằng chìa khóa cơ. Cách nào cũng đảm bảo an toàn cho căn hộ của quý cư dân. Đặc biệt, có một tiện ích mà chắc chắn các gia chủ có nhiều bạn bè thích tụ họp đông vui cuối tuần sẽ rất thích, đó chính là hệ thống video call được lắp ở mỗi căn hộ. Nhờ có hệ thống video call này mà mỗi khi có khách đến chơi nhà, lễ tân dưới sảnh hoặc chính khách viếng thăm của quý cư dân có thể gọi qua hệ thống video call cho gia chủ. Gia chủ xác nhận và cho phép mở cửa kiểm soát và bấm đúng tầng của căn hộ. Điều này vừa giúp đảm bảo an ninh, vừa giúp cho việc đón tiếp bạn bè, người thân đến chơi nhà dễ dàng hơn, thuận tiện hơn.
Sau một vòng tham quan căn hộ, chúng ta đều thấy rằng hầu hết tất cả các phòng đều được hưởng ánh sáng tự nhiên và không khí tươi, nhiều cửa sổ để nhìn view bên ngoài. Và hy vọng rằng với các trang thiết bị hiện đại, cư dân tòa tháp Bắc Năm sẽ hài lòng với chất lượng căn hộ được bàn giao từ chủ đầu tư. Thay mặt chủ đầu tư, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn căn hộ tại dự án Pi City 2 Park của tập đoàn Pi Group. Kính chúc quý khách hàng và những cư dân tương lai thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.